Nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện tủ đông tại một tầng trong tòa nhà. Lực lượng tại chỗ đã dập tắt trước khi cảnh sát đến. Thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ ngày 13 tháng 10, người dân phát hiện khói bốc lên từ tầng 10 của tòa nhà Vạn Thịnh Phát, số 8, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, nhiều người dân đang dạo chơi ở khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phát hiện khói bốc cao nên đã gọi điện báo lực lượng chữa cháy. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an quận 1 và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu vực 1, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố, phối hợp cùng nhiều lực lượng liên quan đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, đám cháy được dập tắt do lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Đến 22 giờ 30 phút, công tác dập lửa được hoàn tất. Tuy nhiên, nhiều cán bộ chiến sĩ vẫn có mặt tại hiện trường. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.